Mời các bạn đến với nhạc phẩm mang tựa đề Đạo Làm Con. Để chọn được bài này, các bạn hãy vào phần 3000 intro, sau đó chọn phần D, chọn bài Đạo Làm Con. Chúng ta chỉ cần đệm hợp âm xuống thì nhạc sẽ tự dạo chúng ta và bài chúng ta sẽ tự đàn hoặc tự hát nhé. Và nửa bài sau chúng ta sẽ chơi lại giống như đầu thôi mọi người nhé. Nhạc phẩm tới đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều.